Xin chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi bản tin tối 18 giờ trên kênh nền tảng của FBNC. Thưa quý vị, một ngày đầu tuần với nhịp công việc, nhịp sản xuất cũng đã quay trở lại trạng thái bình thường trong tư thế gượng dậy, vực dậy của mọi lĩnh vực. Kính chúc quý vị một buổi tối thật bình an và hãy giữ nhịp đồng hành cùng với chúng tôi trong bản tin tối 18 giờ hôm nay. Và kính thưa quý vị, một điều có thể dễ thấy đó là dấu hiệu của sự chuyển biến trong cuộc sống bình thường sau đại dịch. Chúng ta có thể thấy nhất là sự trở lại của người lao động và các nhà máy, xí nghiệp đang nối nhau cùng quay trở lại nhịp sản xuất. Tuy vẫn còn nhiều những chật vật và khó khăn vì một thời gian dài tạm ngừng vì đại dịch và việc bắt nhịp lại cũng chỉ được hơn 50% công nhân. Nhưng lúc này đây, tại trung tâm kinh tế lớn nhất nước, thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm soát được sự lây lan của COVID-19 và nhiều người lao động rời thành phố về quê tránh dịch cũng đã và đang quay trở lại. Thành phố cũng bằng nhiều giải pháp đón những người lao động từ các tỉnh trở lại trong tình trạng an toàn nhất. Mọi thứ đều phải tái định vị lại sau đại dịch là một điều vô cùng quan trọng. Và ngay cả trong những nội dung truyền tải của tin tối 18 giờ, FBNC cũng đang cố gắng hoàn thiện và mang đến cho quý vị những điều mới mẻ nhất đằng sau những yêu cầu thực tế sau bao làn sóng dịch. Cảm ơn quý vị vì sự đồng hành ấy. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi bản tin tối 18 giờ ngày hôm nay. Tin tối 18 giờ hôm nay, đầu tuần thứ hai với những nội dung đáng chú ý. Tâm điểm chính trường, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri tại thành phố Hồ Chí Minh. Lao động bám trụ lại thành phố Hồ Chí Minh để tìm cơ hội mới, ghi nhận từ 18 giờ hôm nay. Thành phố Hồ Chí Minh vận động người dân ở lại thành phố. Bình Dương đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động trầm trọng. Thành phố Hồ Chí Minh lập bệnh viện dã chiến 3 tầng. Chuyển động mạng hôm nay, nghiễm nhiên lên sóng sau những ồn ào, nghệ sĩ có xem thường khán giả. Thưa quý vị, vừa qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi tham dự hội nghị trực tuyến tiếp xúc giữa đại biểu Quốc hội với cử tri huyện Củ Chi. Tại đây, thì ông cũng đã biểu dương công tác phòng chống dịch COVID-19 của huyện Củ Chi trong thời gian vừa qua, tuyên dương huyện Củ Chi là một trong hai địa phương đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh kiểm soát được dịch. Song song với đó, một vấn đề được đề cập tại hội nghị được các cấp chính quyền cũng như người dân rất quan tâm hiện nay đó là việc di chuyển và sắp xếp đi lại giữa các tỉnh thành để phục vụ công việc trong bối cảnh dịch bệnh vẫn chưa hoàn toàn được kiểm soát. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh với kinh nghiệm của quốc tế và cả Việt Nam cho thấy thích ứng an toàn với COVID-19 vẫn là vaccine và 5K. Các cử tri cũng đồng tình với hướng đi này, đồng thời đề nghị thêm là cần quan tâm tiêm vaccine cho trẻ em và có giải pháp phù hợp để cùng thực hiện hai nhiệm vụ quan trọng là phát triển sản xuất và phòng chống dịch. Trong đó, để làm tốt nhiệm vụ phát triển sản xuất thì người lao động công nhân giữ một vai trò quan trọng. Tại buổi làm việc này, có ý kiến cử tri là kiến nghị đại biểu Quốc hội đề xuất với chính phủ và các cơ quan chức năng tiếp tục tổ chức đưa đón, tổ chức cho công nhân có nguyện vọng về quê một cách chu đáo, đảm bảo an toàn cho công nhân và đảm bảo an ninh trật tự, qua đó tạo sự an tâm cho người lao động tạm về quê, sau đó quay lại thành phố Hồ Chí Minh làm việc. Và trước vấn đề này, thì Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng nhấn mạnh các tỉnh, thành phố cần nêu rõ khái niệm pháo đài chống dịch không phải là biệt lập để ngăn sông cấm chợ gây khó khăn trong dịch chuyển lao động. Sau 4 tháng siết chặt giãn cách, thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển sang trạng thái bình thường mới, mở cửa từng bước để phục hồi nền kinh tế. Hàng ngàn người ồ ạt về quê sau nhiều tháng liền mất việc làm cũng như mất thu nhập. Thế nhưng vẫn nhiều người chọn ở lại, bám trụ tại thành phố để tiếp tục làm việc khi các doanh nghiệp hoạt động trở lại hay để tìm cho mình một công việc mới, một cơ hội mới. Gửi con nhỏ cho bà ngoại chưa quê, một mình chị Mến lên thành phố Hồ Chí Minh làm việc. Dịch bệnh bùng phát, công ty tạm ngưng hoạt động, chị Mến rơi vào cảnh thất nghiệp. Suốt hơn 4 tháng qua, chị phải tìm cách xoay sở. Khó khăn là thế, nhưng chị Mến vẫn không nản lòng. Chị quyết tâm ở lại thành phố, chờ cơn bão COVID-19 qua đi. Ngày qua ngày, khi thì có gạo của các mạnh thường quân, khi thì có chút rau củ của nhà trọ. Chị Mến còn tự trồng rau để có thể tự cung cấp trong những ngày tháng không thể ra khỏi nhà. Cũng suy nghĩ nếu mà mình có dịch đi rồi mình dưới thì lây lan ở dưới quê nữa. Thì ở dưới quê thì ở trong đồng ruộng, ruộng thì 3 mùa mới làm. 3 tháng mới làm một lần, bởi vì quê cũng có việc cho nên phải ở đây. Nếu thí dụ mà công ty không có việc làm thì mình kiếm việc khác mình làm. Cũng như chị Mến, nhiều lao động trẻ tại thành phố Hồ Chí Minh rơi vào cảnh mất việc làm khi nhiều công ty cắt giảm nhân sự hay tạm đóng cửa. Nhiều sinh viên mới ra trường cũng khó tìm việc. Thế nhưng những bạn trẻ này vẫn cố gắng bám trụ lại thành phố để tìm cơ hội mới. Em đã quyết định rời xa quê để mà vô Sài Gòn học tập.
em muốn cho dù là có dịch hay là gì đi chăng nữa thì em vẫn muốn ở lại, trụ lại để mà có thể thực hiện những cái hoài bão, những cái ước mơ của mình. Thành phố Hồ Chí Minh là một nơi để mọi người tới và tìm kiếm cơ hội cho mình á. Hay là em cũng mong muốn là sau đợt dịch này thì Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nhanh chóng phục hồi lại nền kinh tế như là mở cửa trở lại, và sau đó thì những lao động trẻ như em thì sẽ có cơ hội tìm kiếm công việc mới. Từ đó, nhiều trung tâm dịch vụ việc làm đã triển khai các gói hỗ trợ kết nối với doanh nghiệp, cung cấp hàng ngàn vị trí việc làm cho người lao động bám trụ ở lại Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời có thêm nhiều chương trình hỗ trợ đến người lao động không gặp khó khăn trong tìm kiếm việc làm mới. Hiện nay chúng tôi có hơn 170 doanh nghiệp tuyển dụng, hơn 50.000 chỉ tiêu tuyển dụng chúng tôi đang có. Nó gồm rất đa dạng ngành nghề, từ lao động phổ thông đến lao động có tay nghề. Chúng tôi cũng triển khai các đội hình ở các bến xe để hỗ trợ kịp thời cho lao động khi đến thành phố tìm việc. Thành phố Hồ Chí Minh chuyển sang giai đoạn bình thường mới, phục hồi kinh tế. Nhiều cơ sở, nhà máy đã tái hoạt động sau nhiều tháng đóng băng vì giãn cách và đang rất cần lao động. Chính vì thế, thành phố càng cần hơn bao giờ hết sự đóng góp của người lao động để thành phố sớm trở lại ổn định kinh tế xã hội, đảm bảo đời sống cho người dân. Kính thưa quý vị, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu hệ thống chính trị thành phố tổ chức vận động tuyên truyền thuyết phục người dân ở lại thành phố, đồng thời tiếp tục rà soát người dân có nhu cầu về lại quê hương và tổ chức hỗ trợ đưa người dân từ thành phố về quê. Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh, việc vận động tuyên truyền thuyết phục người dân ở lại thành phố là vì hiện tại các tỉnh thành đang quá tải với làn sóng người dân trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Nai, Tây Ninh và Bình Dương. Người về từ vùng dịch có khả năng mang theo mầm bệnh về lây cho gia đình, địa phương. Trong khi đó, việc tiêm vaccine ở địa phương chưa được phủ đều, tỷ lệ còn thấp nên nếu có trường hợp nhiễm bệnh thì khả năng tăng là rất cao và có nguy cơ tử vong. Đối với người dân có nhu cầu về lại quê hương, thì Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh giao cho các quận, huyện và thành phố Thủ Đức tiếp tục rà soát, triển khai quy trình tiếp nhận thông tin, tổ chức đoàn về quê và tiếp tục hỗ trợ người dân. Thông tin kế tiếp, thưa quý vị, phục hồi sản xuất sau giãn cách, khát lao động đang là một câu chuyện làm đau đầu doanh nghiệp của các tỉnh, thành phố phát triển công nghiệp ở phía Nam. Tại tỉnh Bình Dương, trong và ngay sau khi tỉnh này trở lại trạng thái bình thường mới, thì công nhân vẫn ồ ạt về lại quê nhà, dẫn đến tình trạng thiếu hụt lao động nghiêm trọng. Nhiều doanh nghiệp dù có đơn hàng vẫn chưa thể vận hành nhà máy. Theo thống kê sơ bộ của Ban Quản lý, các khu công nghiệp Bình Dương cũng đã có hơn một tuần được hoạt động trở lại, nhưng hàng chục doanh nghiệp trong tỉnh vẫn chưa thể sản xuất vì thiếu công nhân. Cũng vì thiếu hụt lao động mà nhiều doanh nghiệp chỉ hoạt động 50% công suất, hệ quả là việc hoàn thành nhiều đơn hàng bị chậm trễ gây thất thoát cho doanh nghiệp. Trong khi đó, thì theo dự báo của Trung tâm Giới thiệu Việc làm tỉnh, thì các doanh nghiệp đang cần tuyển thêm khoảng 50.000 lao động mới. Hiện lượng lao động đến trung tâm tìm việc làm chỉ từ 200-300 người một ngày. Con số này được đánh giá là khá thấp so với số lượng công nhân mất việc và nhu cầu tuyển dụng sau dịch của doanh nghiệp. Để tháo gỡ khó khăn nêu trên, tỉnh Bình Dương cũng đã khẳng định tỉnh đang xem xét và triển khai sớm nhất các chính sách hỗ trợ đến tận tay người thuộc diện được hỗ trợ, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để người lao động sớm trở lại nhà xưởng Bình Dương. Thông tin kế tiếp, thưa quý vị, cùng với việc lần lượt cho ngừng hoạt động các bệnh viện dã chiến đã hoàn thành nhiệm vụ từ cuối tháng 10 cho đến hết năm 2021, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đồng thời tái cấu trúc một số bệnh viện dã chiến và cũng đã triển khai mô hình bệnh viện dã chiến 3 tầng để tiếp tục điều trị cho COVID-19. 13 bệnh viện dã chiến COVID-19 của Thành phố Hồ Chí Minh lần lượt ngừng hoạt động từ nay đến cuối năm. Riêng 3 bệnh viện dã chiến có trung tâm hồi sức COVID-19 ICU là các bệnh viện số 13, 14, 16 được giữ lại để sáp nhập, triển khai mô hình bệnh viện dã chiến 3 tầng. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh phân công các bệnh viện tuyến cuối tiếp nhận và vận hành các trung tâm ICU cho các bệnh viện trung ương chi viện, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận trung tâm hồi sức Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận trung tâm thuộc Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nhân dân 115 sẽ tiếp nhận trung tâm ICU thuộc Bệnh viện Trung ương Huế. Sở Y tế sẽ điều động luân phiên bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên từ các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa thành phố, quận, huyện đến các bệnh viện dã chiến 3 tầng. Tiếp tục tin tối 18 giờ, theo kế hoạch trở lại đường bay nội địa của Bộ Giao thông Vận tải, từ ngày 10 tháng 10, Hà Nội cùng với nhiều địa phương khác đã nối lại đường bay với Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, Hà Nội lại áp dụng biện pháp cách ly tập trung 7 ngày với hành khách đi máy bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Nội Bài. Và trước yêu cầu trên từ phía Hà Nội, với hành khách khi tham gia chuyến bay đã đảm bảo tiêu chí thẻ xanh Covid, thì yêu cầu này gần như tuyến Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội mở cửa nhưng không mở cửa.
Theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải ban hành từ ngày 10 tới ngày 20 tháng 10, Hà Nội khai thác hai đường bay Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội Đà Nẵng với tần suất là một chuyến khứ hồi một ngày cho mỗi đường bay. Và ngay thời điểm đồng ý mở lại đường bay, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội lại có công văn gửi Bộ Giao thông Vận tải với yêu cầu người từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội phải có chứng nhận tiêm đầy đủ vaccine ngừa COVID-19, đặc biệt phải cách ly tập trung 7 ngày và phải tự trả chi phí cách ly cũng như là chi phí xét nghiệm. Nhiều chuyên gia y tế còn cho rằng quy định trên đang làm khó cho người dân, trái với tinh thần của chính phủ. Còn theo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, việc áp dụng cách ly tập trung như vậy là nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch và sức khỏe của người dân khi trên địa bàn thủ đô còn có ca F0 trong cộng đồng, nguy cơ lây nhiễm cao. Và với lý giải của chính quyền Hà Nội, quy định trên vẫn đang áp dụng dù nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Trước mắt thì người dân vẫn cần tuân thủ và có hướng sắp xếp các hoạt động của mình sao cho thuận tiện nhất khi tham gia các đường bay nội địa. Thưa quý vị, từ tháng 7 đến tháng 10 âm lịch hàng năm là lúc mà các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, nhất là ở khu vực Tây Nam Bộ vào mùa nước nổi, con nước từ thượng nguồn sông Mekong lại đổ đầy, luôn mang theo nhiều sản vật dồi dào. Từ lâu thì các hoạt động mưu sinh dựa vào mùa nước nổi cũng là nét đặc trưng hiếm có của đời sống người dân miền Tây. Thế nhưng theo số liệu từ Ủy hội Mekong Quốc tế MRC thì trong tương lai mùa nước nổi ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ về chậm hơn từ 1 đến 2 tháng so với trước đây, mực nước sẽ cực thấp. Với dự báo này, liệu rằng trong tương lai, miền Tây có còn mùa nước nổi? Trong những ngày qua, thời gian diễn ra các đợt triều cường tại thành phố Cần Thơ chậm hơn so với cùng kỳ năm ngoái gần một tháng. Mùa nước nổi ở miền Tây năm nay cũng về chậm và con nước nhỏ dần. Nhiều nông dân ở huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp cho biết, nước từ sông Mekong đổ về chậm hơn năm ngoái, nguồn thủy sản giảm dần, sinh kế trong mùa nước nổi đang khó khăn hơn. Theo chuyên gia nghiên cứu độc lập về sinh thái đồng bằng sông Cửu Long, tình trạng trên là do mực nước thấp kỷ lục ở phần hạ lưu vực Mekong và do sự tích nước của các đập trong toàn lưu vực. Trong đó có sự tích nước quan trọng ở đập Nâu Gia Đu, Trung Quốc. Không chỉ năm nay mà trong tương lai, mùa nước nổi ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ về chậm hơn 1 đến 2 tháng so với trước đây. Mực nước lũ cao hay thấp ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân. Liên tục trong nhiều năm qua, với tình hình mùa lũ thấp, nguồn thu của người dân sinh sống bằng đánh bắt thủy sản ở vùng lũ sụt giảm nghiêm trọng. Không chỉ vậy, trong những năm lũ thấp thì hạn mặn cũng gay gắt hơn. Hãy cùng đến với 18 giờ chuyên đồng mạng. Thưa quý vị, có một sự thật phải thừa nhận rằng showbiz Việt quá dễ dãi, dễ nổi tiếng, dễ trở thành thần tượng, dễ kiếm tiền khi chỉ cần có một chút tài lẻ và dễ được tha thứ khi có scandal. Và cũng vì không có một quy chuẩn nào cho những idol, những người mang danh nghệ sĩ, nên họ cũng đã mặc nhiên không quan tâm đến phản ứng khán giả hay là những bình luận trái chiều sau khi xảy ra biến cố. Người ta bảo khán giả Việt dễ quên. Phải chăng vì khán giả dễ tính, dễ tha thứ, nên những nghệ sĩ kia cứ nghiễm nhiên lên sóng sau những ồn ào? Và không biết từ bao giờ thì có một số người nổi tiếng tự cho mình cái quyền là ở trên khán giả. Thậm chí một số người còn cho rằng việc không tiếp thu ý kiến trái chiều là để bảo vệ cái tôi nghệ thuật. Thế nhưng họ quên mất một điều rằng khán giả là người tạo nên nghệ sĩ. Và nếu như không muốn người hâm mộ quay lưng thì xin hãy sống như một người nghệ sĩ chân chính, một người kết nối giữa khán giả và nghệ thuật bằng tài năng và sự đức độ của mình. Đó là những điều mà có lẽ khán giả đang muốn nhắn gửi đến những người nghệ sĩ mà họ đang theo dõi. Thời gian vừa qua có lẽ là đợt sóng ồn ào nhất của giới showbiz Việt. Hàng loạt các scandal nổ ra từ bê bối đời tư, phát ngôn gây sốc cho đến đỉnh điểm là vụ việc lùm xùm từ thiện khiến giới nghệ sĩ ít nhiều mất điểm trong mắt người hâm mộ. Thế nhưng điều đáng nói là sau những ồn ào kia thì họ vẫn điềm nhiên xuất hiện trên sóng truyền hình, mặc cho làn sóng phẫn nộ từ khán giả vẫn ngày một dâng cao. Khi những người nghệ sĩ đó họ vẫn xuất hiện trên những cái game show truyền hình, vẫn có những phát ngôn của họ thì họ cần phải cẩn thận hơn, bởi vì phần lớn khán giả hay là người hâm mộ sẽ cảm thấy là họ sẽ bị thiếu tôn trọng đi từ người nghệ sĩ đó. Họ có thể làm sai và họ cố chấp và họ phớt lờ đi phản ứng khán giả thì việc làm đó mình thấy là không nên. Theo mình đó thì nghệ sĩ không chỉ có cái tài mà phải nên có cái đức nữa. Vậy nên sau những scandal thì không thể vô tư xuất hiện trên sóng truyền hình mặc cho khán giả bức xúc được. Nhắc đến các chương trình truyền hình hot nhất trong năm 2020 thì không thể không kể đến Gap Việt. Tiếp nối thành công, Gap Việt mùa 2 đã chính thức quay trở lại. Nhưng điều khiến khán giả bất ngờ đó chính là MC, một nghệ sĩ dính phải lùm xùm từ thiện gây tranh cãi suốt thời gian qua. Thật không tưởng tượng được một nghệ sĩ đang dính phải ồn ào về đạo đức gây chấn động xã hội, dù chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng nhưng vẫn nhẵn mặt trên sóng truyền hình. Xa hơn một chút,
Có một thời điểm, vụ ầm ĩ của nam ca sĩ tràn lan trên các mạng xã hội đi kèm với hàng ngàn chỉ trích đến từ khán giả. Thế nhưng mặc cho những phản ứng gay gắt, nam ca sĩ không hề có động thái hối lỗi và nhà sản xuất chương trình Journeyman mùa 2 vẫn vô tư phát những tập có mặt anh chàng với lý do đã lỡ quay rồi. Bên cạnh những rắc rối trong việc minh bạch từ thiện hay những lùm xùm về đề tư thiếu chuẩn, nghệ sĩ Việt còn vướng phải ồn ào vì những phát ngôn thiếu suy nghĩ và PR quá lố, khi liên tục bị khán giả than phiền vì quảng cáo quá đà thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, dù nữ diễn viên đang giữ hình tượng một cây đa kỳ đề trong làng nghệ thuật. Việc nghệ sĩ hiện nay gặp rất là nhiều scandal nhưng mà vẫn tiếp tục xuất hiện trên sóng truyền hình mặc cho cái sự phẫn nộ của khán giả thì nó thể hiện ở hai khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất là đài truyền hình đó bất chấp cái sự phản đối của khán giả mà họ vẫn cứ tiếp tục mời nghệ sĩ, và khía cạnh thứ hai là nghệ sĩ đó cũng bất chấp cái sự gọi là scandal mà mình gây ra vẫn cứ tiếp tục tham gia vào những show ở trên đài truyền hình, chứng tỏ là những cái hành vi không chuẩn mực của nghệ sĩ đã ảnh hưởng đến giới trẻ, và nó sẽ chia làm hai phía. Một phía là những giới trẻ người ta hoàn toàn ta tẩy chay những nghệ sĩ đó bởi vì những người đó họ có những hành vi không chuẩn mực, nhưng mà cũng có những giới trẻ người ta vẫn tiếp tục đi theo cái nghệ sĩ này, thích cái nghệ sĩ này, và những cái nghệ sĩ này thì cái họ đã đưa ra một cái hành vi không chuẩn mực đó thì họ sẽ tạo nên một cái hệ lụy làm cho những cái giới trẻ hiện nay sẽ có những người ta nghĩ là không có, bất chấp cái scandal, bất chấp cái gì đó nhưng mà vẫn cứ tiếp tục. Không ít người cho rằng chẳng nơi nào trên thế giới dễ dãi như showbiz Việt, vì ở đây có một tội phạm lạm dụng tình dục trẻ em lại được diễn kịch vào ngày quốc tế thiếu nhi. Một cô gái trẻ ủng hộ quan điểm thực dụng với những lùm xùm cặp kè đại gia lại được tung hê là sống thật, hay một người bị xem là vô văn hóa khi thường xuyên thóa mạ người khác bằng những lời lẽ tục tiểu nhưng vẫn được mang cái danh nghệ sĩ. Một nền nghệ thuật chân chính sẽ tạo ra những nghệ sĩ thực thụ. Phải chăng nền nghệ thuật Việt Nam đang dần biến tướng và những gì nghệ sĩ biết tôn trọng khán giả chỉ còn là lớp che già thôi? Song song đó, khán giả cũng cần thông thái hơn, quyết liệt hơn, và đừng dùng sự bao dung cho những người nhân danh nghệ thuật mà làm điều sai trái. Ngoài ra, rất mong sự can thiệp của những cơ quan có thẩm quyền để giới showbiz Việt trong sạch hơn, lành mạnh hơn và xứng đáng với hai từ nghệ thuật. Tôi muốn hỏi chị Việt Linh là chị có dễ dàng bao dung với những điều sai trái của những thần tượng, những idol của mình hay không ạ? Thực ra thì trước hết tôi thấy là có rất nhiều người khán giả họ yêu thích hay là họ tôn sùng hoặc là họ rất là cuồng thần tượng của mình. Tuy nhiên đến khi mà xuất hiện một vụ ồn ào hay là sai trái gì đó thì họ đa phần đều quay xe. Và tất nhiên tôi nhận thấy rằng đó là phần nhận thức cũng như là những quan điểm đúng đắn của họ về việc phân biệt đâu là đúng, đâu là sai. Tuy nhiên nếu mà nói về cá nhân tôi thì tôi sẽ vẫn có sự bao dung. Tuy nhiên không phải là dễ. Bởi vì hồi nãy tôi nghe anh nói là dễ đó, thì quả thật không phải là dễ. Bởi vì những điều sai thì vẫn nên được phơi bày ra ánh sáng để cho bản thân những người nghệ sĩ biết được rằng mình nên làm điều gì để phục vụ cho bản thân cũng như là cho khán giả tốt hơn. Dạ, đâu đó thì tôi cũng đồng ý kiến với lại chị Việt Linh, và rõ ràng là quý vị thấy là việc những nghệ sĩ nêu trên bị khán giả tẩy chay á, là điều chắc chắn, và phía nhà sản xuất chương trình hẳn là cũng lường trước được phản ứng từ khán giả rồi. Tuy nhiên có một vấn đề ở đây là họ vẫn tự tin chọn cách để nghệ sĩ này xuất hiện, khi mà kiên quyết để các nghệ sĩ tham gia, nhà sản xuất rõ ràng là đang tạm gọi là dội một gáo nước lạnh vào tình cảm của khán giả và xem thường ý kiến cũng như là phản hồi, và dù đã được cảnh báo trước. Vâng, và Thanh Công Huy trước đây thì có lẽ là cũng đã từng có chương trình trước khi lên sóng và vấp phải những phần tranh cãi và của khán giả liên quan đến những nghệ sĩ tham gia vì tư cách của họ, và thậm chí là có chương trình phải sửa kịch bản lại hay là phải hạn chế phát sóng bởi vì có những nghệ sĩ gây tranh cãi nữa đó. Vâng ạ, và thực chứng chia sẻ với tất cả quý vị rằng là với nhiều nước ở khu vực châu Á thì nghệ sĩ vướng lùm xùm hay scandal phải tạm ngưng hoạt động hay là các chương trình tạm ngưng phát sóng để thể hiện sự tôn trọng khán giả là có xảy ra. Và dù là chương trình giải trí nhưng người thực hiện không thể tiếp tay cho hành xử kém văn hóa và tiếng nói của khán giả dù là trên mạng xã hội thôi, nhưng mà cũng rất cần các nhà sản xuất và nghệ sĩ phải lưu ý về điều này. Thông tin chính yếu tiếp theo, Taliban nói Mỹ cam kết viện trợ nhân đạo cho người dân Afghanistan. Trung Quốc công kích bài phát biểu của lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn. Các nhà khoa học bắt đầu mô phỏng cuộc sống trên sao hỏa. Chuyên mục cuộc sống hôm nay,
tất cả các phòng gym và sân bóng đá tại thành phố Hồ Chí Minh đã nhộn nhịp trở lại sau thời gian dài giãn cách. Thông tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới và bão trên Biển Đông. Hãy cùng đến với những thông tin trên thế giới, thưa quý vị. Các đại diện của Taliban mới đây cũng đã cho biết Mỹ đã đồng ý cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân Afghanistan vốn đang tuyệt vọng trong nghèo đói và thảm họa sụp đổ nền kinh tế vẫn treo lơ lửng trước mặt. Dù đồng ý viện trợ nhưng Mỹ vẫn chưa công nhận tính hợp pháp về chính trị của chính phủ Taliban dựng lên ở thủ đô Kabul. Tuyên bố trên được đưa ra sau cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa hai cựu thù kể từ cuộc rút quân hỗn loạn của Mỹ kết thúc vào cuối tháng 8 vừa qua. Những tiếp xúc này diễn ra tại thủ đô Doha của Qatar, nơi Taliban đặt văn phòng chính trị. Hiện phía Mỹ vẫn chưa đưa ra bình luận về các phát biểu trên của Taliban. Và cũng trong buổi họp báo, các quan chức Taliban nói cuộc đàm phán diễn ra tốt đẹp. Hai bên đã đỡ trở nên gần gũi với nhau hơn và không khí đối đầu tiếp tục được giảm xuống. Cam kết viện trợ của Mỹ là một thắng lợi lớn trong việc hai bên vốn xem nhau như là một kẻ thù không đội trời chung và bắt đầu hợp tác cùng giải quyết các vấn đề. Trước tiên là liên quan đến tình hình nhân đạo. Ông Suhail Shahin, phát ngôn viên cũng là một quan chức chính trị của Taliban, đã trao đổi cùng với hãng thông tấn Associated Press của Pháp rằng Ngoại trưởng của họ đảm bảo với phía Mỹ trong mọi tình huống, họ cũng không để lãnh thổ Afghanistan bị những kẻ cực đoan sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công chống lại quốc gia khác. Tuy nhiên, cũng vào cuối tuần vừa qua, Taliban đã xác nhận họ quyết tâm loại trừ nhóm cực đoan IS bằng năng lực của mình, chứ không hợp tác với Mỹ. Được biết, thời gian vừa qua, tổ chức nhà nước Hồi giáo IS đã gây ra nhiều vụ đánh bom, khiến nhiều dân thường và lính Taliban thiệt mạng. Tiếp tục là một thông tin tại Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc mới đây đã lên án mạnh mẽ bài phát biểu của lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn nhân kỷ niệm 110 năm cách mạng Tân Hợi, ngày mà hòn đảo xem như quốc lễ, vì nó chấm dứt chế độ phong kiến và khai sinh ra nền Cộng hòa của Trung Quốc, tức là tiền thân của nhà nước Đài Loan hiện nay. Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Quốc vụ viện Trung Quốc cho rằng bài phát biểu của bà Thái cổ suý cho chủ nghĩa ly khai và kích động tâm lý đối đầu giữa hai bên. Nó hoàn toàn không có lợi cho hòa bình và ổn định trong khu vực. Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc quyết tâm bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và sẽ không để cho thế lực nào chia rẽ đảo Đài Loan với đất mẹ vĩ đại. Trước đó, nhân kỷ niệm 110 năm cách mạng Tân Hợi, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn khẳng định tinh thần của cuộc cách mạng đó là giải phóng người dân khỏi chế độ độc tài phong kiến, chấm dứt thời kỳ cai trị của triều đình Mãn Thanh, đưa đất nước tiếp cận tư tưởng mới về nền Cộng hòa, vốn tôn trọng những giá trị cơ bản của con người như tự do, bình đẳng và bác ái. Đây là những triết lý đang được áp dụng tại Đài Loan. Đài Loan sẽ không bao giờ đi chung đường với chính quyền ở bên kia eo biển, vốn cai trị theo sự áp đặt và chuyên chế. Đài Loan quyết tâm dùng tất cả sức mạnh của mình để bảo vệ nền Cộng hòa và nền dân chủ mà mình phải đánh đổi bằng máu xương mới có được. Tuy nhiên, cũng trong bài phát biểu trên, bà Thái khẳng định Đài Loan không muốn đối đầu với Trung Quốc đại lục. Bà cho rằng hòa bình, ổn định và hợp tác sẽ mang đến cơ hội phát triển cho tất cả. Bạo lực, đe dọa và chiến tranh sẽ chỉ mang đến tai họa cho người dân hai bên. Thưa quý vị, sau khi nâng mức trần nợ tạm thời có kỳ hạn đến ngày 3 tháng 12, thì lưỡng đảng Mỹ lại phải đối mặt với bất đồng về việc liệu có tiếp tục nâng giới hạn nợ hay không. Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen kêu gọi sự đồng thuận của Quốc hội vì cho rằng đây là nghĩa vụ của Quốc hội trong việc thanh toán các hóa đơn từ quyết định mà họ đã đưa ra trước đây, bao gồm 8.000 tỷ đô la chi tiêu mà các nhà lập pháp đảng Cộng hòa đã thông qua trong nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Donald Trump. Tuần trước, lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell cũng đã viết trong một bức thư gửi Tổng thống Joe Biden rằng ông sẽ không giúp đảng Dân Chủ một lần nữa trong việc nâng giới hạn nợ. Theo tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Mỹ, tính hợp lệ của nợ công Hoa Kỳ là một việc hiển nhiên và không ai được bàn cãi. Nhưng một số đảng viên đảng Dân Chủ lập luận rằng Hiến pháp vẫn có thể sử dụng để làm mất hiệu lực trần nợ. Tuy nhiên, nó sẽ dẫn đến một cuộc chiến pháp lý và có khả năng phải lên tới tòa án tối cao. Trong khi đó, các nghị sĩ đảng Dân Chủ đang làm việc về dự luật chi tiêu xã hội quy mô lớn của ông Biden, nhưng vẫn chưa thống nhất về quy mô của gói chi tiêu hàng nghìn tỷ đô la này. Kính thưa quý vị, mới đây thì Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tiếp tục động viên người dân mạnh mẽ và kiên định với việc kế hoạch sống chung với COVID-19. Và để bắt đầu thì cơ bản nhất, theo ông Lý, chúng ta cần phải cập nhật tư duy của mình. Chúng ta nên tôn trọng COVID-19, nhưng chúng ta không được tê liệt vì sợ hãi.
Vâng ạ, và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cũng nói là chúng ta cần phải hiểu rõ và đúng về COVID-19, cũng như là mặc dù mối đe dọa hiện nay chủ yếu là những người cao niên, nhưng mà biến chủng Delta vẫn rất dễ lây lan, ngay cả ở những người trẻ tuổi. Vì thế, bắt buộc phải tiêm phòng đầy đủ và theo dõi sức khỏe thường xuyên để COVID-19 dần trở thành một căn bệnh nhẹ. Ông Lý kêu gọi người dân phải nắm vững kiến thức về lây nhiễm và điều trị COVID-19 để có thể phục hồi tại nhà một cách an toàn, nhằm giảm bớt căng thẳng cho bệnh viện, bác sĩ và y tá, nhường giường bệnh cho những người bệnh nhân nặng, đặc biệt là người cao tuổi. Điều cần phải hiểu là chúng ta không thể ngăn chặn hoàn toàn biến thể Delta, nhưng tại một thời điểm nào đó, sự gia tăng lây nhiễm sẽ chững lại nếu mọi người đề phòng cẩn thận. Khi áp lực lên hệ thống chăm sóc sức khỏe giảm bớt, chúng ta có thể nới lỏng các hạn chế. Nhưng theo ông Lý, mọi thứ phải được làm một cách thận trọng để tránh bùng dịch lần nữa. Chúng ta phải bảo vệ hệ thống chăm sóc sức khỏe và người lao động của mình bằng mọi giá để vượt qua đại dịch một cách an toàn. Tại sa mạc phía nam Israel, một nhóm 6 nhà khoa học đã bắt đầu thực hiện mô phỏng cuộc sống trên sao Hỏa sẽ như thế nào. Miệng núi lửa Ramon sẽ là nơi ở của 5 người đàn ông và một phụ nữ tham gia sứ mệnh trong khoảng 1 tháng. Môi trường sống của họ nằm dưới các bậc đá và các nhà khoa học sẽ ngủ, ăn cũng như là tiến hành các thí nghiệm bên trong đó. Khi đi ra ngoài thì họ sẽ mặc những bộ đồ phi hành gia được gắn máy ảnh, micro và hệ thống thở khép kín. Tiến sĩ Ronald Grummer, giám đốc diễn đàn không gian áo, người đang điều hành dự án cho biết họ càng mắc nhiều lỗi trong quá trình mô phỏng càng tốt. 6 nhà khoa học liên tục theo dõi các dấu hiệu quan trọng của chính bản thân họ và các chuyển động bên trong môi trường sống cũng sẽ được theo dõi để phân tích. Ngoài ra còn có các kỹ sư và chuyên gia khác sẽ điều khiển một máy bay không người lái và máy bay thám thính để cải thiện việc lập bản đồ và điều hướng tự động trên một thế giới không có GPS. Tất cả cùng nhau, họ sẽ thực hiện hơn 20 thí nghiệm trong các lĩnh vực bao gồm địa chất, sinh học và y học và hy vọng sẽ sớm công bố một kết quả khi hoàn thành. Thưa quý vị, là một thông tin tích cực, hiện nay thì sức sống mới với nhiều năng lượng tích cực đang lan tỏa nơi người dân thành phố Hồ Chí Minh khi mà nhiều hoạt động đời sống xã hội, kinh tế và dịch vụ đã được mở cửa lại. Và trong đó thì các sinh hoạt thể dục thể thao đang dần thu hút ngày càng nhiều người dân tập luyện trở lại, vừa để tăng cường sức khỏe bản thân, vừa bổ sung vaccine tinh thần giúp giải tỏa tâm lý trong mùa dịch bệnh. Cảm giác của em rất là phấn khích, rất là háo hức, tại vì cũng đã lâu lắm rồi không được tham gia đá bóng. Mà đá bóng thì thực ra với những người đàn ông thì rất là đam mê. Bất chấp trời mưa, người ướt sũng, những cầu thủ bóng đá phủi này rất hào hứng với từng đường banh, từng pha qua người cắt bóng, từng cú sút trên mặt sân đậm nước. Tất cả chỉ để thỏa cơn khát đá bóng sau hàng tháng trời phải bó gối ngồi nhà. Để được tham gia trở lại với hoạt động thể thao ngoài trời, các thành viên phải đáp ứng yêu cầu thẻ xanh COVID hoặc thực hiện khai báo y tế đầy đủ khi đến sân. Tôi chỉ hô hào thôi là ngày hôm nay có lịch đá tập luyện trở lại là anh em có mặt đầy đủ. Chứng tỏ ra mọi người cũng mong muốn là được tham gia và cùng hoạt động thể thao ngoài trời ngày hôm nay. Việc tập luyện thể dục thể thao của người dân được thành phố Hồ Chí Minh cho phép khởi động lại từ ngày 1 tháng 10, từ chạy bộ trên đường ở công viên sân bóng đá đến câu lạc bộ thể thao, phòng gym đang dần thu hút người tập trở lại. Với hoạt động thể thao trong nhà, yêu cầu về phòng dịch đặt ra cao hơn do môi trường kín, phải đảm bảo 5K, vệ sinh khử khuẩn phòng ốc, hạn chế số lượng người tập. Quá trình tập thì quán đeo khẩu trang và khi mình khách đi tập thì mình ghi lại danh sách để những người đi tập để kiểm soát tốt hơn. Đi tập lại thực sự rất là mưa vui, vậy nó khỏe người lắm. Tại lúc đầu mới ngày đầu thì nó đau nhức cơ, 2-3 ngày sau thì cơ nó lại hồi phục lại, nôn nóng lắm, tới trong tới giờ đi tập không à. Khỏe để phòng dịch là điều cốt lõi để nhiều người dân mong chờ và rất hào hứng khi trở lại với các hoạt động thể thao trong nhà lẫn ngoài phố. Bên cạnh đó, các hoạt động thể thao còn là liều vaccine tinh thần quý giá, giúp giải tỏa tâm lý, bớt đi những căng thẳng lo âu nơi người dân trong thời gian dài giãn cách để chống dịch vừa qua. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin về sự kiện ngày mai đáng lưu ý cập nhật bởi Tin Tối 18 giờ trên các nền tảng của FBNC. Xin mời quý vị.
Còn bây giờ xin mời quý vị hãy cùng đến với những cập nhật về tình hình thời tiết tối nay và sáng mai thông qua chuyên mục Thời tiết và cuộc sống cùng phóng viên Lê Nhi. Xin mời Lê Nhi. Quý vị đang đến với Thời tiết và cuộc sống. Thưa quý vị, cơn bão số 7 vừa suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, thì cơn bão số 8 có tên gọi là Kompasu đã ảnh hưởng đến thời tiết của nước ta. Bão đang di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 25 km, đi vào Biển Đông và mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày mai, bão sẽ cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570 km về phía đông đông bắc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, tương đương là 100 cho đến 120 km/h, giật cấp 13. Tiếp theo, bão sẽ di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25 km. Đến 13 giờ ngày 13 tháng 10, vị trí tâm bão trên vùng biển phía đông đảo Hải Nam của Trung Quốc. Tiếp theo, bão sẽ di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày 14 tháng 10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực biên giới Việt-Lào với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, mạnh cấp 6, tương đương là 40 cho đến 50 km/h, giật cấp 8. Các chuyên gia đánh giá đây là cơn bão có cường độ rất mạnh khi ở trên biển và khi vào gần bờ khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, bão có thể sẽ giảm 2 cho đến 3 cấp do ảnh hưởng của không khí lạnh và địa hình của khu vực. Trong ngày hôm nay, thì các sông trên khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa cho đến Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ ở khu vực thượng lưu các sông là từ 1 cho đến 4m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ, thượng lưu trên các sông khu vực Việt Bắc ở Thanh Hóa, Nghệ An lên mức báo động 1 và trên báo động 1. Hạ lưu các sông chính ở khu vực Bắc Bộ từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh còn dưới mức báo động 1. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại một số vùng trũng thấp. Ở khu vực miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ sắp tới hình thái thời tiết rất nguy hiểm, sẽ có mưa lớn ngập lụt. Hiện các tỉnh dọc quốc lộ 1 từ Hà Tĩnh trở ra đã chuẩn bị nơi tránh trú cố định cho bà con đang trên đường hồi hương. Nếu lưu thông trên đường gặp mưa, quý vị hãy tìm nơi tránh trú để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của bản thân vì đường trơn trượt và tầm nhìn bị hạn chế. Sau đây sẽ là thông tin chi tiết về thời tiết của một số tỉnh thành trong ngày mai. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng với Tin Tối 18 giờ và với những thông tin thời tiết mà Lê Nhi vừa lưu ý thì quý vị cũng hãy hết sức cẩn thận với cơn bão số 8 có những ảnh hưởng rất là lớn đến với khu vực Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ cũng như là các tỉnh phía Bắc của Trung Trung Bộ quý vị nhé. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng là tất cả quý vị đã có thêm những cái thông tin thật là tuyệt vời và hữu ích khi đồng hành cùng với Tin Tối 18 giờ. Và giờ đây thì chúng tôi xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin tối 18 giờ cùng với Việt Linh và Quang Huy. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tối 18 giờ vào tối ngày mai trên FBNC.